thoại bố sáng thôi đấy. Đã anh lên quay điện thoại bố à? Ừ. Thì để cái điện thoại nữa tôi nói chuyện với anh. Đấy. Em chê cháo các kiểu ấy. Chứ con ấy con gì nhỉ? Con gì mà cái cover ấy chẳng bị phốt ra đây. Dám mẹ này, này, cái bài tình yêu đó này. Con xin phép tác giả. Em chế bài hát của nó đi thẳng. Đang cứ bản quyền rồi. Thế bây giờ nhạc và lời tôi tự viết ra mà thì sao? Cái phun sương này có dùng không? Đến gì ấy? Đấy, bán. Bán cho ấy? À, tổ nó hỏi, không dùng bán cho nó. Bán được biết bao tiền? Trang nghỉ. Thôi, để đến bần, chúng tôi phòng ấy. Thì nghe nó trong phòng này nó hỏng hết rồi, tử à. Còn hơn này, khô hết cả mũi. Kia mẹ, anh đéo chơi đâu, đéo, này hỏng hết rồi, điện tử ấy. Em khô mũi lắm. Khô kệ. Loại. Hỏng kê. Hỏng chả sao cả. Không, anh bỏ anh lấy cái chế đan này để chịu. Thế con uống anh hầu sơ lúc 3 giây à? Em mua cả quả và nhớ nhỉ. Mai tôi đi ăn chia tay đồng nghiệp rồi. Em thích ăn cái gì thì ăn.
Người ấy để ý mẹ có chút xương hầu rồi. Ôi kệ mẹ. Món ở đây ạ. Ôi đi đi có bảo lên chưa? Lượng giả quá. Nước ăn cái gì đấy? Này này. Ngon. Quay nhau. Nước ngon. Bỏ ngon chú ra để tí sao? Nhiều lắm rồi chú su. Chú su đâu muốn? Chú su. Giá đúng rồi làm gì đấy? Làm gì vậy? Anh ăn sống. Anh ăn sống để cho làm gì đấy? Gì kệ anh. Bà cho ra đi đấy bạn. Bảy. Cái này được bao nhiêu? Bảy phút mấy giờ? Kệ. Thank you.